Chao không còn là cái tên quá xa lạ với các bạn trẻ. Mọi người biết đến cô nàng không chỉ bởi danh xưng Rikki vì có gia thế khủng mà còn bởi sự giỏi giang, nhất là trong thành tích học tập. Năm 17 tuổi, Chao đã đạt IELTS 8.0, rồi một năm sau đó cô nàng chính thức thi đỗ vào Đại học New York, Mỹ, ngôi trường xếp hạng thứ 39 toàn thế giới theo bảng xếp hạng QS. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi, Chao đã làm một đoạn video flex khả năng nói tiếng Anh. Video nhanh chóng thu về hơn 2,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho khả năng tiếng Anh của cô nàng, Chao nói tiếng Anh hay quá, yêu giọng nói của Chao lắm cơ, nghe đã cái nư thật sự, thì cũng có không ít ý kiến trái chiều về cách phát âm của Rikki. Thậm chí, còn có người so sánh với Jennie Huỳnh. Cụ thể, một đoạn clip hướng dẫn học tiếng Anh của Jennie Huỳnh cùng Khánh Vy bất ngờ bị đào lại. Ai nấy đều khen Jennie Huỳnh phát âm nghe đã tai, tính tình thân thiện và vô cùng khiêm tốn. Trở lại với Chao, dưới đoạn clip, một bình luận nhận về lượt tranh luận khủng nhất về khả năng tiếng Anh của Chao có nội dung du học sinh mà phát âm, Icon cười lăn. Một số người cho rằng khả năng tiếng Anh của Chao còn khuyết điểm, cụ thể hơn là cô nàng đã lược bỏ rất nhiều âm ending sao, âm cuối, trong khi nói. Điều đó có thể dẫn đến việc hiểu sai ý nghĩa của từ vì trong tiếng Anh có nhiều từ phát âm giống nhau và chúng chỉ khác nhau ở âm ending sao. Đặc biệt, không ít netizen còn nhận xét Chao chưa thật sự tự tin khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhiều từ mình thấy Chao chưa bật hơi âm cuối. Mình thấy Chao phát âm tốt nhưng mà bạn ấy đang cố phát âm chuẩn nên chưa được thoải mái lắm. Có nốt âm nhưng hơi phai tạo cảm giác ngắt quãng, không nhấn trọng âm câu nên đôi chỗ nghe hơi ngang. Mình kỳ vọng nhiều hơn ở Chao vì bạn được 8.0 IELTS rồi du học Mỹ các thứ nữa. Đúng là người bản xứ khi nói chuyện đôi khi sẽ không nhấn mạnh vào âm cuối nhưng không có nghĩ là họ bỏ hết âm ending sao. Mình thấy Chao gần như không phát âm âm cuối luôn. Còn ở phía ngược lại, những người bênh vực Chao cho rằng cô nàng đang nói theo kiểu nốt âm. Chao đang duet một đoạn tiếng Anh dài, chứ không phải đọc từng từ mà có thể ngắt nghỉ, nhấn nhá rõ từng âm được. Sau cùng, ngôn ngữ chỉ là công cụ giao tiếp, tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta nên không thể chuẩn 100% được. Mọi người có thể tìm hiểu về âm chặn, stop, consonants. Thường thì khi phát âm thuần thục người ta sẽ nói theo kiểu vậy, vẫn phát âm âm cuối nhưng không bật hơi thôi. Giọng Chao nghe dễ thương nên không giống mấy chị đọc ở sân bay thôi, chứ mình có thể hiểu hết những gì chị ấy nói mà. Sau cùng thì tiếng Anh cũng chỉ là công cụ giao tiếp. Chúng ta không nên xét nét với Chao quá làm gì, mỗi quốc gia sẽ có một accent giọng khác nhau. Nếu bạn chê giọng của Chao chắc khi nghe giọng Anh, Ấn, Anh, Thái, Anh, Hàn, chắc chẳng hiểu gì cả. Ngay cả tiếng Việt của mình thôi, ngoài tiếng Việt phổ thông, mỗi vùng một giọng khác nhau. Mình người miền Bắc đôi khi không hiểu người các miền khác nói gì, huống chi mình đang học ngoại ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, sai sót một chút cũng chẳng sao cả. Mình du học 10 năm và mình khẳng định người nước ngoài chả ai soi trình ngoại ngữ của người khác đến mức này. Giao tiếp mà, quan trọng là hiểu được ý tứ của nhau. Về phần mình, Chao chỉ chọn duy nhất một trong số các bình luận khịa rằng du học sinh mà phát âm. Icon cười lăn, như trên để đáp trả nhẹ nhàng, mình phát âm sai từ nào đó, bạn nói cho mình biết với ạ. Đến thời điểm hiện tại, các tranh luận liên quan đến clip này của Chao vẫn đang thu hút chú ý.